Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Nga là Free Fire họ sẽ mang đến cho ta cái gì hay ho đây. Ok, lúc này mình đang có mặt ở bên server Brazil. Và rất nhiều bạn thì cũng có thắc mắc là ở các server khác trên thế giới ấy, thì họ có shop huyền bí hay là có thẻ vô cực không. Đấy, thì mấy ngày hôm nay ấy, thì các server khác thì họ cũng đã chạy shop huyền bí các kiểu đại điểu bét nhẹ rồi. Bên server Brazil này thì họ không chạy shop huyền bí, nhưng họ vẫn sẽ bán lại thẻ vô cực với giá rẻ. Đấy, giá siêu rẻ luôn. Đó là cái cửa hàng, đó là cái shop gọi là xe bán hàng. Cái xe bán hàng này thì mình đã có chơi cho anh em vài lần rồi, nhưng mà ở bên server Việt Nam thì chúng ta rất ít khi có cái shop xe bán hàng này. Có thể là cái hiệu quả của cái kiểu xe bán hàng này nó hơi lằng nhằng, thế nên là nhiều anh em Việt Nam không thích chơi. Nhưng mà đại khái bên này là chúng ta sẽ có 3 cái xe, mỗi cái xe có 3 mức giảm giá khác nhau. Ví dụ như ở đây của mình là 70%, 72% và 76%. Thì khi mà mình mua một cái đồ gì đó thì mình sẽ nhận được thêm, khi mà mình tiêu 15 kim cương ở cái shop, ở một cái cửa hàng này, thì nó sẽ cho chúng ta một cái vé giảm giá. Và cái vé giảm giá này sẽ cho phép chúng ta giảm giá từ 80-90%. Dã man không anh em? Đấy, dã man con ngan luôn, đỉnh của chóp luôn. Đây, ví dụ mình sẽ mua 5 vé quay kim cương nhá. Đấy, thì nó sẽ cho chúng ta một cái voucher, nó ra chúng ta một cái vé, chúng ta ấn vào cái vé đấy. Đấy, tôi sẽ được giảm giá 85%. Hơi bị hay, hơi bị xịn sò bò. Mình sẽ mua nhân vật gì đây? Chắc là mình sẽ mua nhân vật K đi. Đấy, ví dụ như là đây, mình có nhân vật K, còn nó 74 kim cương thì tội gì không mua anh em. Đấy, tội gì không mua. Nói chung thì đây là một cái sự kiện khá là hay. Ví dụ như là ở cái bên mà nó có thẻ vô cực ấy, thì cái thẻ vô cực nó đắt, nhưng mà mình sẽ mua mấy cái vé và sau đó mình được giảm giá 80-90%, thì nó lại phải gọi là quá ngon lành cành đào. Bạn có thể mua thẻ vô cực với giá mấy chục kim cương. Đấy, thế nó mới gọi là đỉnh. Đấy, đây bên này mình sẽ mua cái vé quay súng nhá, thì mình sẽ nhận được một cái thẻ này giảm giá 90% luôn. Đấy, ui, cái thẻ vô cực còn 60 kim cương này, thơm chưa, quất luôn. Mua làm kỷ niệm anh em, mua để làm kỷ niệm. Thực ra thì các server khác mình cũng chẳng cày đâu, nên mình mua làm kỷ niệm thôi. Đấy, cho các server, nói chung là các tài khoản của các server khác mình không có nhiều thời gian để chơi. Tại vì nhiều anh em hỏi là tại sao tôi ít chơi tài khoản server Việt Nam, tại vì tôi còn một ngày tôi chơi 10 server khác nhau anh em. Ok con dê, ở bên này thì các vòng quay của họ cũng đang khá thú vị. Mà bên này thì có một cái sự kiện nó cũng khá là hay. Đấy, bên này có một sự kiện khá là hay mà mình sẽ giới thiệu cho anh em ngay sau đây. Nhưng mà trước hết thì tôi sẽ vào đây tôi tiêu 5 cái vé vòng quay màn kim cương đã. Tại vì bên này cái vòng quay màn kim cương nó là một cái đồ mà Việt Nam chưa có. Đấy, nếu mà ra thì mình sẽ test cho anh em. Đấy, ui xui, chưa ra anh em ạ. Đấy, ui chưa ra thật rồi, khó rồi. Ui bây giờ nó chưa ra. Đấy, gói anh hùng thần điểu. Đấy, em xui hôi. Đấy, nói chung là cũng không thơm lắm. Đây, ở bên này họ sẽ có một cái sự kiện khá hay. Đó nó gọi là cửa hàng kim cương ảo, nghe ảo ma ca đao anh em. Đấy, cái này là một sự kiện mà nó chưa ra mắt ở bất kỳ server nào, nhưng mà nó ra mắt ở bên server này. Thì đây là cái sự kiện mang tên là cửa hàng kim cương ảo. Đấy là lý do vì sao tôi sẽ giải thích cho anh em. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó có một cái nó có hai cái loại tiền, một là kim cương thật của chúng ta. Ví dụ như tôi còn đang có 1304 kim cương, thì đấy là kim cương thật. Thứ hai nữa là kim cương ảo. Đấy, kim cương ảo nó là cái kim cương mà nó có hình đồng hồ bên cạnh ấy. Thế kim cương này nó sẽ chỉ tồn tại cho đến ngày 4 tháng 1 thôi. Đấy, nó sẽ chỉ tồn tại đến ngày 4 tháng 1 thôi. Và cái kim cương ảo này là gì? Là chúng ta có thể làm những nhiệm vụ ở bên tay phải, ví dụ như là lấy một cái buya này, gây bao nhiêu sát thương này, đăng nhập hàng ngày này, rồi thì tiêu diệt 3 kẻ địch được 10 kim cương này, chơi một trận đấu được 10 kim cương, nhưng mà là kim cương ảo nha anh em nhá. Sống sót 15 phút thì cũng là 10 kim cương ảo. Thì cái lượng kim cương ảo đấy thì mình có thể chơi cái vòng quay bên cạnh, nó có hai mốc là mốc 100 kim cương ảo và 300 kim cương ảo, để mình có thể nhận được những cái quà ở trong cái shop kim ảo này. Hoặc là nếu như mà mình thích thì mình có thể vào thẳng trong cái shop kim cương ảo này để mua đồ. Đấy, và tất nhiên là shop trong này đồ rất đắt. Ví dụ như cái bộ đồ này nó tận 1999 kim cương ảo. Đấy, nếu mà có kim cương ảo mình có thể mua một kim cương ảo. Còn nếu mà bạn thích thì bạn vẫn có thể mua một kim cương thật được. Đấy, dành cho kiểu những đại gia, ví dụ thích cái đồ này quá mà không sở hữu được thì mình có thể dùng kim cương thật để mua. Nhưng mà về cái gọi là cái đơn vị mà để mua chính của nó thì là kim cương ảo. Đấy, ví dụ như áo trẻ trâu sẽ 800 kim cương ảo, thì một ngày ấy thì một người chơi có thể cày được khoảng 150 kim cương ảo. Đấy, tức là cày mấy ngày thì sẽ có thể nhận được cái đồ đấy free. Đấy, phê anh em. Đấy, mà bên này họ bán tất cả các nhân vật dã man luôn, hình như là chỉ có không có Chrono thôi.
Đấy, tôi lại thấy ở đây không có Chrono, tôi còn đa số nhân vật khác cả Skyler đều có thể mua bằng kim ứng ảo hết. Thì cái sự kiện này là sự kiện cày quà free gọi là lớn nhất trong năm. Đấy, sự kiện cày quà free lớn nhất trong năm thực sự là như vậy ở bên server Brazil này. Đấy, không biết là bên server Việt Nam như nào. Thì cái thời gian của cái việc mà tiêu kim ứng ảo này kết thúc sẽ ngày 7/1. Đấy, tức là họ cho cày 14 ngày, mỗi ngày các bạn cày 100 kim cương đi. Thì 150 kim cương đi thì tổng cộng toàn bộ chương trình các bạn sẽ phải cày được khoảng 2.000-3.000 kim ương ảo. Đấy, chưa kể là có thể mở phát ra luôn. Ở bên này thì họ sẽ phát nhân vật Nairi miễn phí vào ngày 25/12, tức là 2 ngày nữa vào Noel của họ. Thì họ sẽ phát nhân vật Nairi free, còn ở server nào đấy thì chắc là không được free. Bây giờ thì đa số nhân vật mới mà không phải hợp tác thì bên Ghana FIFA họ đều cho free hết. Đa số nhân vật bây giờ đều là free cả. Đấy, anh em thấy không? Đấy, Nairi sẽ được miễn phí, ngon lành cành đào luôn. Ok, thì đó là cái sự kiện kim ương ảo, cái shop cày quà free lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Đấy, công nhận với anh em, xịn sò con bò. Còn ở server Việt Nam thì sáng nay thì bên Ghana FIFA họ cũng đã có chốt. Đấy, họ cũng đã có cú chốt về cái gọi là trang phục siêu hot trong cửa hàng huyền bí sắp ra mắt, hốt nhanh kẻo lỡ. Đấy, đoán tên trang phục mới trong cửa hàng thần bí. Thì cái cửa hàng thần bí này chúng ta, cửa hàng huyền bí này chúng ta sẽ có hai bộ đồ là tuyết tiên tử hoặc là tuyết thần đồng. Thì bộ này chắc tên là tuyết tiên tử rồi, ai đặt tên là tuyết thần đồng nghe đầu óc nó hơi buồn cười. Tiếp theo là bộ bông hồng tuyết hoặc là ông trùm bạch hồng, tên nghe cồng kềnh thật sự. Thì tôi cũng chả biết hai bộ này tên là gì đâu, nhưng cái này là bên Nga nào khẳng định là trong 1-2 ngày tới ấy, thì bên Nga nào FIFA chắc chắn sẽ có shop huyền bí ở server Việt Nam. Đấy, thì chúng ta chắc chắn là sẽ có shop huyền bí ở server Việt Nam rồi. Nhưng cái câu chuyện của chúng ta ấy là cái shop huyền bí này có thể vô cực hay không. Đấy, cái này nó mới gọi là trí. Thế này nó mới gọi là trí. Đấy, chứ còn ví dụ như đa số anh em chờ cái shop huyền bí chỉ để mua thẻ vô cực thôi. Đấy, chứ đâu phải là mua mấy bộ đồ đâu. Mấy bộ đồ nói thật với anh em là hai bộ đồ này thì cá nhân tôi đánh giá là theo tôi bộ đồ nam thì cũng đẹp, bộ đồ nữ thì bình thường. Đấy, và hai bộ đồ này thì trông cũng tàm tạ. Đấy, và cái shop huyền bí có thể vô cực không? Thì anh chàng Aorus69 ở bên server Indo thì đã có hé lộ về cái shop huyền bí sẽ ra mắt ở những server như là Singapore, như là Bangladesh và Ấn Độ. Đấy, anh ta chỉ nói là cái shop huyền bí này sẽ ra mắt ở 3 server đấy. Còn server Việt Nam thì không biết thật. Và trong cái server này ấy thì sẽ có thẻ vô cực, sẽ có Clolo. Được của nó anh em. Cái shop huyền bí này sẽ có thẻ vô cực và sẽ có Chrono. Đấy, thì cái này là thông tin của mình gọi là bí mật anh em biết với nhau nhá. Còn server Việt Nam mà có cái đấy hay không thì tôi không rõ. Đấy, có Alok, có Chrono, có thẻ vô cực. Thì đấy là cái server Singapore, Ấn Độ và Bangladesh. Còn server Việt Nam thì sẽ là cái thẻ vô cực này, nhưng có Chrono, có Alok và có cái thẻ vô cực hay không thì tôi nói luôn là tôi không biết. Đấy, không anh em, nhiều anh em lại xem video này xong, nhiều anh em lại bảo là à, chắc server Việt Nam cũng giống như thế. Server Việt Nam chắc chắn là sẽ có hai bộ đồ chính, là hai cái bộ tuyết tiên tử với cả ông trùm bạch hồng này. Đấy, hai bộ đồ thì có, nhưng có Chrono, có thẻ vô cực hay không thì tôi không biết. Hy vọng là ngày mai hoặc ngày kia khi mà mở shop huyền bí chúng ta sẽ có thẻ vô cực. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua một thông tin cũng thú vị không kém, đó là cái thẻ vô cực mùa tiếp theo. Thẻ vô cực mùa tiếp theo sẽ là thẻ vô cực hành tinh kỳ lạ, đấy, hành tinh bí ẩn, hành tinh kỳ lạ ở đấy, và chúng ta sẽ có hai con người ngoài hành tinh. Thì cái thẻ vô cực này chúng ta sẽ có cái quà đặt trước của thẻ vô cực, nó sẽ là một cái ván, và cái ván lướt này thì nó sẽ là hình của một cái phi thuyền, tôi nghĩ là như vậy. Đấy, cái này là một cái phi thuyền Robotic Ship Skyboard, tức là một cái ván lướt phi thuyền robot. Đấy, dịch ra nó như vậy. Và hai cái bộ đồ này, một bộ đồ sẽ có tên là Galactic Space Boogie và một bộ đồ là Celestial Cosmo Puff. Đấy, không chưa biết là bên Việt Nam, Việt Nam họ sẽ dịch là gì, nhưng mà đại khái là siêu nhân thiên hà gì đấy. Đấy, đại khái về cơ bản nó như vậy. Nói chung hai bộ đồ này, hai bộ đồ có cái độ dị cực kỳ cao, và chắc chắn là hai bộ này ra mắt thì anh em sẽ cảm thấy độ dị nó rất lớn. Ok, nhưng mà chúng ta sẽ đến với cái quà đặt trước để xem là quà đặt trước này có đáng để sở hữu hay không. Thì đây là cái ván lướt Robotic Ship, và cái ván lướt này nó sẽ là hình một cái phi thuyền vũ trụ. Đấy, anh em sẽ thấy nó là hình một cái phi thuyền vũ trụ, và nói chung là trông nó cũng được. Đấy, trông nó cũng được, nhưng mà cá nhân tôi nha, chắc chắn là tôi sẽ có đặt trước, nhưng mà cá nhân tôi vẫn nghĩ là tôi thích mấy cái skin súng hơn. Đấy, kể ra mà bên Ghana FIFA họ cho đặt trước thẻ vô cực là skin súng thì có phải là ngon không, giống như cái đợt mà họ ra cái bộ rồng lửa, thần lửa, hỏa ngục vừa rồi ấy. Đấy, sao skin súng mình có động lực để đặt trước hẳn. Chứ còn nói thật, cái ván lướt này tôi không bao giờ chơi chạy bo đâu. Đấy, mình ít chơi chạy bo đấy, đâm ra là
nên ra là mình cũng không cần cái này lắm, nhưng mà được cái là trông cái này cũng được đấy, trông nó cũng khá là ok đó. Ok, thì đó là một số thông tin mình tổng hợp cho anh em về khắp thế giới. Ok, mình có hứa làm một số những video về top dành cho anh em đấy, top 10 các kiểu cho anh em, nhưng anh em hãy chờ một khoảng thời gian nhá, tại vì tối nay thì mình còn bận đi xem đá bóng mà anh em. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye. Và đừng quên like và subscribe kênh nha, bật chuông thông báo nữa. Sau này tôi thấy anh em ít bật chuông thông báo lắm đó.